Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ ở Sóc Trăng tổ chức đám tang giả đang gây xôn xao dư luận, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cù Lao Dung cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc. Theo thông tin trên báo Sóc Trăng, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại nhà ông Nguyễn Văn Liệt sinh năm 1962, ngụ ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung, Cù Lao Dung đang tổ chức đám tang cho vợ là bà Trần Thị Tuyến. Theo cáo phó của gia đình thì bà Tuyến từ trần ngày 27 tháng 3 năm 2021, chết tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp trở về nhà để tổ chức đám tang. Do nghi vấn xác chết bà Tuyến được trở về từ vùng dịch giáp biên giới Campuchia nên công an huyện Cù Lao Dung kết hợp với tổ phòng chống dịch COVID-19 của huyện Cù Lao Dung tiến hành phun thuốc khử trùng nơi đám tang và tiến hành kiểm tra quan tài theo quy định về phòng chống dịch. Cũng theo thông tin từ nguồn trên, khi mở nắp quan tài ra thì phát hiện trong quan tài không có xác chết của bà Tuyến mà chỉ có nhiều nhánh hoa huệ, ba bao cát, ngoài ra không phát hiện gì khác. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cù Lao Dung kết hợp cùng viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ đồ vật, tài liệu có liên quan. Trong quá trình lực lượng làm việc, bà Tuyến xuất hiện tại gia đình. Bước đầu bà Tuyến khai nhận việc bà Tuyến giả chết là do tự bà sắp đặt ra. Bà kêu Giang, con bà và Tuấn, cháu bà đem quan tài bà về gia đình để tổ chức đám tang. Người phụ nữ này với những người liên quan được cơ quan điều tra mời về công an huyện Cù Lao Dung lấy lời khai. Thấy mẹ bị cảnh sát đưa đi, con trai út của bà Tuyến ngất xỉu. Những người xung quanh đưa thanh niên này vào trung tâm y tế huyện Cù Lao Dung cấp cứu. Đại tá Ứng thông tin thêm rằng, bà Tuyến khai lung tung, lúc thì bà khai giận chồng nên làm đám tang giả để xem người thân phản ứng ra sao, lúc thì khai giả chết để những người có quan hệ tiền bạc đến viếng tỏ thái độ thế nào. Khi công an đến nhà bà Tuyến thì cửa đã khóa, bàn ghế tổ chức đám tang vẫn còn trong sân, chiếc quan tài được rời sang chỗ khác. Vụ việc đám tang giả trên đã làm người dân xóm Rạch Già của ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng vẫn còn xôn xao bàn tán. Những người hàng xóm dự đám tang đặt vấn đề với chính quyền địa phương về số tiền họ phúng điếu nhưng chưa được trả lời. Ông Nguyễn Bá Diệp, phó bí thư chi bộ ấp Phước Hòa A cho biết, đám tang bà Tuyến nhưng chồng con không buồn và không ai khóc nên hàng xóm hoài nghi. Tuy nhiên, những người đến viếng đều phúng tiền vài trăm nghìn, tôi cũng phúng điếu 200 nghìn, trưa nay thấy công an mang hòm tiền đi rồi. Theo ông Diệp, bà Tuyến có một con trai trên 20 tuổi với người chồng chắp nối là ông Nguyễn Văn Liệt, 59 tuổi. Hai người đều có con riêng, đã lập gia đình và đi làm ăn xa. Vị phó bí thư chi bộ nói, tôi viếng đám tang nhưng nghe các con của bà Tuyến nói không khớp thông tin về cái chết của người mẹ. Đứa này nói mẹ té sông chết ở Đồng Tháp, đứa kia nói mẹ bị tai nạn giao thông ở An Giang, còn đứa nói bà Tuyến bị bệnh chết ở khu vực biên giới Campuchia. Nghi có chuyện khuất tất xảy ra nên công an thị trấn báo tin cho công an huyện. Đại tá Phan Văn Ứng, phó giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, do có thông tin bà Tuyến chết ở khu vực biên giới nên cơ quan điều tra của tỉnh đã phối hợp với công an huyện Cù Lao Dung vào cuộc xác minh vì có tính chất nước ngoài.